Chương 160, mới gặp sư sư, ba. Vậy thì nhờ cả trưởng quỷ. Lý Diên Khánh đi lên lầu, trưởng quỷ phía sau nói vọng lên, nếu tiểu quan nhân muốn nuôi phòng, ta sẽ lại tìm cho ngài một môi giới. Cảm ơn. Không có ba bằng hữu thân cận, Lý Diên Khánh một mình trong khách sạn cũng cảm thấy vô vị. Thấy thời gian còn sớm, hắn thuê một cái xe bò rồi đi ra ngoài. Ở Biện Kinh, thuê một chiếc xe bò giống như thuê một chiếc taxi thời bây giờ khắp phố đều là xe bò xe lừa vẫy tay là lập tức dừng lại giao thông tiện lợi hơn thế giá cả lại rất rẻ đi ước chừng một khắc một phần tư canh giờ lý diên khánh lại quay lại chỗ đại phật tự ban sáng vừa qua lúc này xe bò dừng lại trước một con ngõ nhỏ phu xe chỉ vào trong ngõ cười nói đây là ngõ nhị hòe phía trước là ngõ tam hòe tứ hòe cho đến cuối cùng là cửu hòe. Đa tạ. Lý Diên Khánh lấy ra 10 văn đưa cho gã, cười nói, hay là muốn đợi ta ở đây một lát. Tôi đợi tiểu quan nhân không vấn đề, nhưng tôi phải nói rõ, quá một khắc là thêm 5 văn tiền, qua nửa canh giờ là không đợi nữa. Ta ra ngay thôi Lý Diên Khánh đi vào ngõ nhỏ. Cả dãy phố này là nhà công cho thuê, đa số mọi người chỉ được ở một gian. Điều này khiến cho nhân khẩu tăng vọt trong các ngõ nhỏ, vô cùng ầm ĩ, chỗ nào cũng là bọn trẻ con chạy đi chạy lại. Có mấy lần chúng còn suýt đâm vào Lý Diên Khánh. Đám phụ nữ đang mãi mốt nấu bữa tối trước cửa nhà. Mấy hôm rồi vừa có một trận mưa, đất còn đầy vệt nước mưa bẩn, không khí ẩm ướt mùi khói, dầu và chua chua sọc vào mũi. Nó khiến Lý Diên Khánh trao mày. Phụ thân sao lại chọn chỗ này? Lý Diên Khánh đi thẳng đến cuối, cao nhất là một nhà riêng, ước chừng rộng một mẫu nhà có trồng một cây hòe lớn, trông như cái ô đang tỏa bóng trong sân. Cổng khép. Lý Diên Khánh đẩy cửa bước vào. Bên trong là một cảnh tượng náo nhiệt khác. Năm sáu đứa trẻ con đang quỷ trên cỏ. Vòng quanh sân đều là nhà. Ở góc sân là một cái giếng nước, có mấy người phụ nữ đang ngồi xổm ở đó giặt giũ. Lý Diên Khánh thấy mỗi cánh cửa đều treo một tấm biển gỗ, phía trước viết chữ, phía sau là cấp bậc của chủ hộ. Từ phía trái đến đến tấm biển gỗ thứ ba, Lý Diên Khánh tìm thấy tên của Ha Minh, Lý Đại Khí. Trên biển ghi rõ là hộ cấp 5. Ngươi tìm ai? Phía sau lưng hắn vang lên một giọng nói của phụ nữ. Lý Diên Khánh quay đầu nhìn lại. Một trong những phụ nữ đang giặt quần áo bên giếng, tầm 25-26 tuổi, già dẻ trắng nõn, mặt mày thanh tú, trên mặt không hề có chút trang điểm, đầu cài một chiếc trăm đồng hình cánh phượng bay một mỹ nhân chỉ có điều là năm tháng vất vả có vẻ khiến nàng hơi tiều tụy một chút nàng mặc áo vải gai hai tay thô ráp trong tay đang bưng một chiếc chậu quần áo vừa giặt xong ánh mắt nhìn lý diên khánh đầy nghi hoặc lý diên khánh cười cười nói gì là gì dương hắn chỉ vào tấm biển gỗ nói đó là cha ta ngươi là diên khánh ánh mắt người phụ nữ lóe lên sự hoảng hốt chân tay nạn có vẻ luống cuốn, không biết làm gì. Lúc này, phòng bên đi ra một phụ nữ trẻ tầm 20 tuổi. Mắt mũi còn tèm lem, mặt váy ngủ, đầu rối tung, trong tay cầm một miếng dưa ngọt, vừa gặm vừa hỏi, tú nương. Tiểu quan nhân này là ai? Hắn là... Là con trai của đại khí. Người phụ nữ cuối cùng cũng đã tỉnh ngủ, vội vàng nói, Diên Khánh, mau vào phòng đi lý diên khánh cầm gói đồ trong tay đưa cho người phụ nữ nói đây là chút quà cho dì dương hai tấm lụa người phụ nữ trẻ tuổi nhướng cổ tật tật lưỡi cảm thán ai cha cha giống hệt như lụa hồ nam tú nương thật có phúc đấy đứa nhỏ này tới đã tới rồi sao phải mua đồ làm gì người phụ nữ hoảng sợ rối rắm nhận cũng không được mà không nhận cũng không xong bên cạnh lại còn chêm vào nàng đành mời lý diên khánh vào nhà nói cha ngươi đúng mấy ngày này lại không ở đây nhà cửa hơi lộn xộn ngươi đừng ngạc nhiên lý diên khánh đi vào phòng chỉ thấy phòng tuy hơi hẹp nhưng lại rất dài chắc phải đến hai trượng ở giữa phòng để mấy tấm bình phong làm vách ngăn cũng coi như là ngăn phòng làm đôi đây là nơi tốt nhất cho sự riêng tư kiểu gì cũng có cách thay đổi biến báo căn phòng bày biện đơn giản ở giữa bày một cái bàn bên cạnh là một chiếc ghế mộc lớn. Bên cạnh nữa là một chiếc bàn thấp, trên đó là một số bát đũa. Thông qua tấm bình phong xuyên thấu, có thể thấy bên trong là một chiếc giường, cuối giường là một chiếc trương quần áo. Mặc dù đồ đạc trong nhà vô cùng đơn sơ nhưng mọi thứ lại rất rất sạch sẽ. Nó khiến người ta cảm thấy chủ nhân là một người thích sạch sẽ vệ sinh. Diên Khánh, ta đi chăm trà cho ngươi. Không cần phiền thế. Ta uống một bát nước là được. Ồ, vậy cũng được. Nhất định ngươi phải ăn cơm đấy. Để ta mua cho ngươi ít đồ ăn. Lý Diên Khánh cười nói, vì Dương không phải vội. Ta ăn rồi. Ta chỉ đến đây thăm, chơi một lúc rồi đi thôi. Lúc này, người phụ nữ trẻ sát vách nhiệt tình bưng một ấm trà nóng sang, cười tủm tỉm, nói, ta nghe đại khí nói rồi. Tiểu quan nhân thi đổ cử nhân. Cử nhân phải uống trà, không được uống nước trắng. Lý Diên Khánh thấy dì Dương bưng cốc nước trắng tối. Vẻ hơi khó xử liền cười nói, ta khác lắm, dì Dương cho ta nước trắng đi. Trước mặt Lý Diên Khánh xuất hiện một bát trà và một bát nước. Hắn cười hỏi người phụ nữ, xưng hô với đại tỷ thế nào? Ai da, còn gọi ta là đại tỷ cơ à, tên thường gọi của ta là Tam Nương, tiểu quan nhân gọi ta Tam Nương là được. Lý Diên Khánh thấy đối phương có vẻ thân với phụ thân, lại rót trà cho mình nên có vẻ hơi ngại hôm nay hắn lại không chuẩn bị nhiều quà hắn đưa tay sờ vào trong người vô tình sờ phải một một cái lắc tay bạc đây là quà gặp mặt hắn chuẩn bị cho vợ lý đông đông tuy nhiên hôm nay không qua nhà y nên hắn cũng quên đưa cho lý đông đông có điều lắc tay cho lần đầu gặp thì có vẻ hơi đắt tuy hắn không phải là người nhỏ mọn nhưng điều thánh nhân dạy bảo hắn vẫn luôn khắc sâu trong lòng rằng chỉ có duy nhất đàn bà và tiểu nhân là khó dậy, gần thì kiêu ngạo, xa tất bị oán. Lý Diên Khánh cảm thấy hơi do dự. Lúc này, người phụ nữ trẻ đặt mông ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn nhỏ, nhìn Lý Diên Khánh vẽ thăm dò, cười hì hì nói, Khánh ca trông rất tuấn tú lịch sự, lại là cử nhân, nhất định sẽ khiến nhiều tỷ ương tử mê đắm. Hay là ta xếp cho một vụ mai mối nhé? Tam nương, dì Dương cất giọng vẻ không vui. Có gì đâu nam lớn nữ gã lần trước đại khí chẳng phải nói điều lo nhất là tìm một cô dâu tốt đó sao người quên à mặc dù lý diên khánh biết tâm nguyện lớn nhất của phụ thân là đậu tiến sĩ nhưng hắn cảm thấy cần phải đuổi khéo vị hàng xóm nhiệt tình quá mức này đi hắn không cân nhắc tới điều thánh nhân đã dạy nữa đưa ra chiếc lắc cho người phụ nữ nói lần đầu gặp mặt coi đây như là quà gặp mặt đi Chương 160, mới gặp sư sư, 4. Người phụ nữ giật nảy mình, nhìn chiếc lắc bạc sáng trên tay, nàng liên tục khoát khoát tay, nói, sao thế được? Đồ đắt ta đâu lấy cho nổi. Ngươi đưa cho tú nương đi. Ta không lấy được. Dì Dương đứng cạnh nói, tam nương, cái này là chút lòng của Diên Khánh. Ngươi cầm đi. Chủ nhân mở miệng, người phụ nữ trẻ hoan hỉ nhận lấy. Cũng không để ý tới việc làm mối, nàng ta sung sướng đón lấy rồi mất hút bóng. Dì Dương thở dài, nói, mới tới đã để ngươi phải tốn phí nhiều rồi. Vị vừa rồi là em dâu ta. Ngươi thì tốt, nhưng thích làm mai làm mối. Chả bao giờ nghiêm túc cả. Vậy thì cũng không phải là người ngoài. Lý Diên Khánh lại lấy ra một cái hộp ngọc, trong hộp là chiếc trăm bảo thạch khảm ngọc. Chiếc trăm cũng là một trong những chiến lợi phẩm từ chỗ bạch thị Tam Hùng nó rất có tiếng và giá trị, ít nhất phải tới hàng trăm quan, là một trong những đồ trang sức bậc nhất. Hắn lấy chiếc hộp ngọc để trên bàn, nói, đây là chút tấm lòng của ta. Cám ơn dì Dương mấy năm nay đã chăm sóc cho phụ thân ta. Ta đặc biệt mang từ tận tương châu tới, xin hãy thu nhận. Trên mặt người phụ nữ lộ ra ý cười. Nàng rất sợ Lý Diên Khánh đến hỏi tội. Nhưng giờ nhìn thấy hắn tặng tơ lụa trang sức tuy không phải là người tham tiền, nhưng rõ ràng, nàng thấy được hắn có ý tốt. Nàng đã lo lắng ba năm nay, cho tới giờ phút này mới dám thở phào. Người phụ nữ tên là Dương Tú, người kiểm châu ba thuộc, tứ xuyên. Cha mẹ mất từ nhỏ, năm năm trước chồng cũng mất, không còn cái gì, tứ cố vô thân. Ba năm trước nàng tới tương châu nhờ tựa anh em, giặt quần áo cho người ta ở bến tàu nuôi thân. Lý Văn Hữu thấy nàng hiền lành, bèn tác hợp với lý đại khí từ đó nàng liền một lòng một dạ theo lý đại khí mấy ngày nay dương tú có chút lo lắng nàng nghe đại khí nói diên khánh sắp tới kinh thành tuy đại khí đã rất nhiều lần an ủi rằng sẽ nói rõ với con trai tuy nhiên dương tú làm sao có thể ngờ đại khí chưa kịp nói với con trai lão thì diên khánh đã đến diên khánh giờ ngươi ở đâu ta ở khách xá dương ký vì dương đã tới bao giờ chưa ta chưa từng đi. Nhưng cũng nghe cha ngươi nhắc tới. Ta không ngại nói rằng tới Kinh Thành hơn nửa năm rồi mà chỉ đi vòng quanh đây chứ chưa đi đâu cả. Cha ngươi bận lắm. Lý Diên Khánh uống một hớp, nhìn căn phòng vẽ thăm dò rồi nói, ở đây điều kiện tệ quá. Ta đã cho người tìm phòng. Dì và cha chuyển qua đó. Đương nhiên, nếu dì Dương đồng ý cũng có thể đến ở nhà ở thang âm. Dương Tú chậm rãi cúi đầu. Mắt hồng hồng. Trong lòng nàng vô cùng cảm động. Diên Khánh đã cho nàng tới ở nhà của họ. Cảm ơn ý tốt của ngươi. Ta vẫn ở cùng chỗ với cha ngươi. Một mình ông ấy không thể không có người chăm sóc được. Cũng được. Mai kia ta sẽ thuê nhà rồi di chuyển qua đó trước. Dương Tú do dự một lúc lâu rồi nói, thôi, vẫn đợi cha ngươi về rồi nói. Lý Diên Khánh cũng không nói thêm nữa nếu dì Dương đã tới Kinh Thành hơn nửa năm thì thêm vài ngày nữa cũng không sao. Vậy được. Ta về đã. Sau khi cha ta về, bảo ông ấy đến khách xá tìm ta. Lý Diên Khánh tiền tai đem hai thỏi hai mươi lạng bạc đặt trên bàn. Hắn có vẻ không hài lòng với phụ thân lá. Dù là vợ hầu thì nhưng cũng không thể để ăn mặc mộc mạc như vậy được. Lý Diên Khánh đi, Dương Tú nhìn cả đống của trên bàn. Lúc này, em dâu nàng lén vào phòng, mặt vô cùng hớn hở, nói, tú nương, con trai đại khí ra tay thật hào phóng. Cái vòng bạc này nặng đúng ba lượng, lại còn khắc hoa mẫu đơn. Ít nhất cũng phải ba bốn ngàn văn. Đột nhiên nàng ta há to mồm, nhìn bạc và vàng trên bàn mà ngây người ra. Mãi lúc sau mới cất giọng tháng phục, ối mẹ ơi, tú nương, đại khí không nghèo phốt dâu, sao có thể nói hắn là một thư sinh nghèo chứ? Dương Tú hỏi vẻ không hiểu, ta cũng không biết việc của hắn ta không hỏi ta tú nương ngươi cố ý giấu ta và nhị lan chứ tam nương trừng mắt nhìn nàng đầy bất mãn ta không biết tam nương ta làm sao phải giấu các ngươi vậy thì lão đang cố ý giấu chúng ta con trai lão còn có vàng trời ạ à, trên này là đá quý đấy lần đầu tiên ta trông thấy dây là hai chục lạng bạc nhà lão nhiều tiền vậy còn ở nhà trách này làm gì tú nương ngươi thật là thật thà dương tú lắc đầu nói hắn nghèo cũng tốt giàu cũng tốt ta không để ý chỉ cần được theo hắn dù ăn đói ở trách ta cũng nguyện ý ngươi thật là nói mà không thấy xấu hổ tam nương nhìn đống tiền vàng trang sức lấp lánh trên bành ánh mắt lóe lên vẻ ghen tị nói tú nương ta nói cho ngươi biết nếu đại khí là người có tiền ngươi cũng đừng mặc kệ chúng ta đấy Lý Diên Khánh cảm khái suốt dọc đường về. Dù mới gặp mặt có một lúc nhưng có thể thấy Dương Di là người phụ nữ hiền lành, chịu khó chịu khổ. Từ cách ăn mặc trang điếm, lại một chút ăn không hết cũng không nở vứt đi kia, có thể thấy cuộc sống của nàng vô cùng kham khổ. Lý Diên Khánh không thể hiểu sao phụ thân sau khi giải tán thương hội được chia những 3.500 quan lại được 800 lạng bạc từ vụ cá hán đổ cử nhân lại sống như vậy. Rõ ràng là có tiền, vậy mà giấu người phụ nữ đã theo lão ba năm trời, rốt cục phụ thân đang nghĩ gì? Đợi ông ấy quay trở lại nhất định phải hỏi cho ra chuyện, Lý Diên Khánh cũng hy vọng cha có thế tái hôn. Dù sao mới hơn 30 tuổi, kết hôn mới có đôi năm thì vợ đã bệnh qua đời, có điều, Lý Diên Khánh rất lo lắng phụ thân hắn sẽ cưới một bà dì sư tử Hà Đông. Nhưng Dương Di rất được, có thể thấy bóng dáng của mẹ trên ngược nữ này, cũng có thế, phụ thân yêu nàng vì điều này, bụng Lý Diên Khánh réo sùng sục, lúc này hắn mới chợt nhớ ra là mình chưa ăn tối. Sa Phu đại ca, Kinh Thành có món ăn gì nổi tiếng đó? Phu xe cười hề hề, nói, tiểu quan nhân. Nói thế thì ghê gớm quá. Biện Kinh Đồ nổi tiếng nhiều vô kể. Bánh nhân thịt bà tạo này, bánh bao ngọc lầu này, bánh màn thầu nhà nghề tôn này, canh giả da này, tiệm ăn cao dương, tôn dương, nhiệm, trạng nguyên lầu, thanh phong lầu, phan lầu tử quán, vô khối, có điều ép những tiệm nổi tiếng này là nơi tụ tập của vương tôn quý tử. Còn nếu muốn tới gặp danh kỹ lý sư sư thì phải đến nguyệt cung tiên nữ. Đại ca đã đi tới phàn lâu bao giờ chưa? Ngươi hỏi ta đã đi vào bao giờ chưa ấy a? À? Làm sao có thế? Loại người như ta làm sao có thế vào được phàn lâu? Không phải ta không đủ tư cách vào mà ta không có tiền, nghe nói bên trong chỉ nhận bạc, ăn một bữa sáng ít nhất cũng phải tốn đến chục lạng mười lạng bạc trắng đấy ta phải ba tháng nhịn ăn nhịn uống trốn tiền phòng mới đủ đó nhưng người ta chỉ ăn mỗi bữa sáng thôi dù lý diên khánh ra tay tương đối hào phóng nhưng cũng chưa tới mức bỏ mười lạng bạc đi ăn có một bữa sang hắn bỏ ngay ý định tới phàn lâu có điều hắn rất hứng thú với lý sư sư không biết mỹ nhân nổi tiếng trong lịch sử này trông như thế nào Chương 160, mới gặp sư sư, năm. Hắn đang muốn đi ngoả xá châu Tây lại đột nhiên nghĩ ra mình đã hết tiền, 20 lạng bạc đều đưa Dương Di hết rồi, hắn phải về khách xá lấy tiền đã. Đại ca lái xe, cho ta về khách xá trước đã. Được, phu xe rút chiếc roi trâu, tăng tốc hướng về khách xá thang gia. Đi vào khách xá, hàng trưởng quỷ vẫy tay chào Lý Diên Khánh từ xa, nói, tiểu quan nhân, làm xong việc rồi. Lý Diên Khánh đi lên trước, nhận tâm văn thư phân cấp hộ. Chỉ là một trang giấy mỏng, bên trên viết, nay công nhận Lý Diên Khánh giải nguyên cử nhân Tương Châu là hộ cấp một phường phủ khai phong. Có thể căn cứ vào tờ chứng nhận này làm thủ tục thuê phòng. Phía dưới là quan ấn của quan địa phương. Chỉ một trang giấy như vậy thôi ư. Lý Diên Khánh cười nói, tiểu quan nhân đừng xem thường nó nhé. Không có tờ giấy này, người muốn mướn phòng cũng chả có chỗ mà tìm, phải ở khách xá đó nhà kia có tin tức gì chưa đã sai người đi tìm mai kia là có tin tức tiểu quan nhân cứ bình tĩnh chờ đi thực sự phiền trưởng quỷ nhé lý diên khánh chấp tay tạ lễ rồi quay người lên lầu nói trưởng quầy nói với theo gượng hẳn tiểu quan nhân trưởng quỷ vội vàng chạy tới nói xem ta này có chuyện quan trọng nhất lại quên có người tìm tiểu quan nhân đợi một lúc rồi ai tìm ta là ta phía góc khuất của đại sảnh có bóng người đứng dậy, nhìn thoáng thấy y mặc chiếc áo đen bóng loáng, râu ria sồm xoàm, là tên thiếu niên áo đen gặp dọc đường kia. Làm sao ngươi biết ta ở đây? Lý Diên Khánh kinh ngạc đi xuống hỏi, tên thiếu niên đỏ mặt lên, mặt lại càng đen. Người bình thường không nhìn ra gã đang thẹn, gã cười nói, lúc ta đăng ký ở võ học đã nhìn thấy địa chỉ liền nhớ ra bọn ngươi ở cùng nhau. Thế nên ta đến hỏi trưởng quỷ, tiểu ca nhi quả nhiên là ở đây vậy sao ngươi không đi tập huấn? Lão đệ có rảnh không? Ta muốn hỏi một việc, xin mời ngồi, Lý Diên Khánh mời tên thiếu niên mặt đen ngồi xuống. Chưởng quỷ vội vàng dặn dò người làm đưa hai cốc trà tới, lại hỏi, tiểu quan nhân có muốn ăn cơm không? Chỗ ta hiện giờ có sẵn cơm canh. Quán cơm than ký vẫn khó ăn như vậy, kinh thành cũng không có ngoại ệ. Lý Diên Khánh vội xua tay, nói, cảm ơn chưởng quỷ. Tí nữa ta ra ngoài ăn lý diên khánh uống một ngụm trà nóng rồi hỏi ngươi có thể nói cho ta biết tại sao các ngươi phải đi tập huấn không biết hay là sai sót chỗ nào không sai đâu ta đã từng tham gia huấn luyện ở quê rồi bọn họ thì chưa nên bắt buộc phải tham gia đây là một điều kiện bắt buộc khi mới vào võ học phải có lý lịch đã tham gia huấn luyện thì ra là vậy lý diên khánh nghĩ đến việc cả ba bọn họ đã từng tham gia huấn luyện dành cho sĩ tỷ có điều sĩ tử không phải là loại hình huấn luyện chính quy, võ học không chấp nhận, tại hạ là Lý Diên Khánh của huyện Thang Âm, xin hỏi quý tính của vị huynh đệ đây. Lý Diên Khánh bây giờ mới nhớ ra chưa hỏi họ tên của đối phương. Tên thiếu niên mặt đen vội vàng nói, ta là Ngưu Cao, người huyện Lỗ Sơn Nhữ Châu. Lý Diên Khánh ngây ngẩn cả người là Ngưu Cao. Thực sự không đánh không quen biết mà. Mãi lâu sau, Lý Diên Khánh bật cười, vậy sao ngươi lại ở trấn Trần Kiều? Ta đi phong khâu tìm người bạn nhưng hắn không có nhà. Ta đành phải một mình về kinh. Đúng lúc gặp bọn ngươi ở Trần Kiều. Ta đã cư xử quá lỗ mãn. Ngư huynh chắc có hứng thú với cây cung của ta. Ngư cao ngượng ngùng gãi đầu, nói, sư phó của ta đã nói rồi, cung tên sắc là thiên hạ độc nhất vô nhị. Chỉ có thiết tí bàn chu đồng Đại Hiệp mới có thể sử dụng được. Không biết Đại Hiệp là người như thế nào với châu Đại Hiệp, ông ấy là sư phụ của ta, thành cung đồng này là ông ấy truyền lại cho ta. Ba huynh đệ kia của ta đều là đệ tử của ông ấy. Hóa ra chu Đại Hiệp ở huyện Thang Âm. Trong lòng ngưu cao vô cùng ảo não, nói, ta luôn muốn bái ông ấy làm sư phụ, tìm kiếm ông ấy khắp nơi mà đều không thấy, biết thế ta đã đi Thang Âm từ lâu. Lý Lão Đệ, chu Đại Hiệp giờ vẫn ở Thang Âm chứ? Lý Diên Khánh cười lắc đầu, nói, ông ấy chỉ ở Thang Âm một năm mấy hôm nữa là về kinh thành rồi, nếu ngư huynh muốn gặp ông ấy. Ta có thể tiến cử. Ngưu cao vui sướng nhảy lên, vội vàng chắp tay cảm ơn Lý Diên Khánh một cái thật long trọng, nói, Lý lão đệ thật là có ý tốt, Ngưu cao cảm kích vô cùng. Lúc này, Lý Diên Khánh mới thấy bụng đói tới mức khó chịu, hắn bèn tiện thế nói, chi bằng chúng ta đi uống một cốc, trâu huynh có nể mặt ta không? Ngưu cao là người phóng khoáng, cũng vừa hay gã chưa ăn cơm nên lập tức đồng ý ngay. Lý Diên Khánh quay về phòng lấy tiền rồi cùng Ngưu Cao ra khỏi khách xá. Biện Kinh Phùng Hoa nhất vào lúc hoàng hôn như thế này, mọi người bắt đầu cuộc sống hưởng thụ sau một ngày làm việc vất vả. Tất cả các nhà hàng tử quán đều chật ních khách. Hai người liên tiếp tìm mấy tử quán đều không tìm được chỗ. Sau cùng, cả hai dứt khoát đến ngõ xá cách khách xá không xa. Ngõ xá được tạo bởi mấy con phố cộng lại cửa chính là một ngôi đền, bên trên bốn chữ Tây Châu Ngõ Tử. Trong ngoại xá không có chỗ ở, toàn bộ đều là cửa hàng dày đặc, phía trên treo đèn lồng đèn đuốc sáng trưng, khiến ngoại xá sáng như ban ngày, bên trong ngoại xá náo nhiệt khác thường. Hai bên đường quán ăn chen chúc, tiếng gào, tiếng rào bán hàng liên tết không dứt bên tai. Tất cả các loại mùi thịt nướng, gia vị sọc vào mũi, người người chen vai. Lý Diên Khánh nhìn hoa cả mắt, hắn chỉ bừa vào một nhà treo biến, trương hán tự nướng thịt, nói với Ngưu Cao, ăn đây nhé ngưu cao cười hề hề nói ta thích ăn miếng lớn hai người vào cửa hàng người làm đi tới chào nói xin mới hai vị tiểu quan nhân ngồi hai người ngồi vào một chiếc bàn tên người làm nói đến tiệm ta nhất định phải ăn thịt khối một miếng một cân hai vị lấy mấy miếng hai miếng ngoài thịt còn có bánh trái mì miếng gì không lý diên khánh hỏi còn bánh bao thịt lớn vừa mới hấp xong một lồng bốn cái vậy cho bốn lồng thêm mấy đĩa thức nhắm, một bầu rượu, được, hai vị khách quý bên này, một bầu rượu, một đĩa ngũ phúc, bốn lòng bánh bao lớn, hai miếng thịt, không lâu sau, rượu và đồ uống đã được đưa tới, Lý Diên khánh thưởng cho người làm mấy văn tiền, người làm cảm ơn rồi rời đi. Thấy ngưu cao cũng đói ngấu, hai người vận công ngốn hết bốn lòng bánh bao, bụng mới lưng lửng. Lý Diên Khánh rót hai cốc rượu, nói, Ngư Huynh cũng vào kinh thành học võ nhỉ. Ta gia cảnh bần hàng, Nhờ có bác giúp đỡ mới học được mấy năm tiểu học, sau này đốn củi mưu sinh, ta trời sinh cho thế lực tốt, 13 tuổi đã gánh được tạ rưỡi củi, một hôm ta gánh củi vào thành bán liền lọt vào mắt sư phụ. Ông ấy dạy ta võ nghệ một năm. Sau này, ông ấy đê ai thái nguyên. Trước khi đi, cho ta một đôi giảng mạ vàng. Mấy năm nay ta dựa vào nó mà giạt được hạng nhất giải võ nhữ châu. Tri châu thưởng cho một con ngựa và 50 lạng bạc. Sau khi thu xếp ăn ở của mẹ yên tâm, ta liền vào kinh học ở võ học. Chương 160, mới gặp sư sư, 6. Làm sao ngươi biết chu sư phó? Ngưu cao gãi đầu, nói, sư phụ ta vốn cũng là giáo đầu côn bổng trong cấm quân. Ta giỏi bộ cung, nhưng cưỡi ngạ bắn tên lại không rành. Sư phụ muốn ta đi gặp châu đại hiệp, ông ấy nói châu đại hiệp là thiên hạ đệ nhất về cưỡi ngựa bắn cung trong lòng lý diên khánh có chút cảm động cười nói sư phụ ngươi có phải họ vương không tên là vương tiến sao ngươi biết lý diên khánh giật mình ngưu cao hóa ra là đồ đệ của giáo đầu cung bổng vương tiến lý diên khánh biết vương tiến bị cao cầu xa lánh phải cầm quân phiêu bạt khắp nơi sau cùng ông ta về thái nguyên dạy học trò việc dạy ngưu cao là chuyện trước đó ta cũng nghe sự phụ nói qua tứ đại giáo đầu cấm quân, công pháp thì vương tiến, lâm xung, thương pháp có tự ninh, còn kỵ xạ là sư phụ ta. Cái này thì ta lại không biết, lão đệ nếu đã là đồ đệ của châu đại hiệp sao không vào võ học, ta là văn võ cùng học, lần này vào kinh là học ở thái học hô. Ngưu cao tỏ vẻ vô cùng hâm mộ, nói, thực ra ta cũng muốn tiếp tục học, nhưng chỉ ngại gia cảnh nghèo túng. Cha ta qua đời sớm, chỉ có mình ta nuôi dưỡng mẫu thân có điều ta cũng học ba năm sách vở, cũng không đến nỗi không biết chữ gì. Hai người vừa uống vừa nói chuyện, mãi cho tới đêm khuya. Uống mười mấy bầu rượu, hai người đều cảm thấy có chút ngất ngay mới chia tay. Ngưu cao lại về ký túc xá võ học, Lý Diên Khánh quay về khách xá, vừa về tới nơi liền lăn ra ngủ say sưa. Sáng ngày hôm sau, Lý Đông Đông tức hỗn hỉnh tìm tới Lý Diên Khánh, Khánh ca nhi, xảy ra chuyện rồi. Lý Diên Khánh đang viết thư cho người nhà, hắn đặt bút xuống cười nói đừng nóng vội từ từ nói xảy ra chuyện gì lý đông đông gấp đến độ gần khóc bí phương của ta không thấy nữa bí phương cái gì đó là sách ghi chép phương pháp chế nhang mũi và dịch phòng mũi cùng với phương pháp luyện chế lý duyên khánh nghĩ tới lưu đại và lưu nhị ngoài trừ họ ra không còn ai khác chỉ là tại sao lại mất hắn tỉnh táo lại hỏi mất lúc nào vào đêm qua đêm qua ta còn nhìn thấy sáng nay liền mới nói tới đây sắc mặt lý đông đông liền trắng bệch gã dặm mạnh chân bà nương đáng chết xem ta trừng trị nàng thế nào ngoại trừ thê tử ra không ai biết bí phương kia giấu ở nơi này chắc chắn là nàng nàng trộm bí phương cho nhà mẹ đẻ gã giận xoay người rời đi lý diên khánh nắm gã giữ lại ngươi chớ làm loạn không phải thê tử ngươi làm vì sao lý diên khánh thở dài Ngươi nghĩ một chút liền hiểu. Nếu nàng có lòng này, nàng sớm đã trộm ra, sao chép một bản rồi bỏ lại, đại cửu tử của ngươi có cần thiết phải tra tấn ngươi giống như ngày hôm qua không? Lý Đông Đông ngẩn người, đúng là như vậy, mặc dù thê tử dùng dịch phòng mũi hiếu kính phụ thân, nhưng cũng không nhường cơ hội phát tài cho đại ca. Vậy ta nên làm gì? Lý Đông Đông lo lắng vạn phần nói. Lý Diên Khánh chấp tay đi hai bước, chợt nhớ tới một chuyện, ta nhớ được vợ chồng các ngươi đều không biết chữ, bí phương kia là ai chết? Là ta đọc miệng, con trai ghi chép. Lý Đông Đông lập tức tỉnh ngộ, chẳng lẽ con trai ta. Lý Viên khánh nhấp một ngụm trà. Thẳng nhiên nói, thật ra hôm qua ta đã muốn khuyên ngươi, dứt khoát nói phối phương cho đại ca ngươi, dùng 500 quan mua lại quán rượu của hắn. Thế nhưng bí phương này ta bỏ ra thời gian mấy tháng, thất bại vô số lần mới thí nghiệm thành công, lưu gia họ làm gì? cứ để họ cướp con đường phát tài của ta đi sao? Lý Đông Đông cực kỳ kích động, Lý Diên Khánh lại lắc đầu. Mặc dù Lý Đông Đông không khéo tài giỏi, nhưng cấp độ vẫn thấp, loại nhang mũi và dịch phòng mũi này cũng không phải thứ kỹ thuật cao siêu gì, chỉ cần xuất hiện trên thị trường, sản phẩm bắt chước sẽ lập tức tra theo. Huống hồ, người biện kinh có thể tiếp nhận hay không là chuyện khác, Lưu Gia đồng ý bỏ tiền phí công mở rộng tuyên truyền, đồng ý đi làm tiên phong, cớ sao mà không làm nước hoa ai cũng biết làm, vậy dựa vào cái gì nước hoa chế nồ lại bán đắt tiền như vậy, quan trọng vẫn ở thương hiệu. Chẳng qua Lý Đông Đông không chịu tiếp nhận loại tư duy này. Lý Diên Khánh lại tiếp tục khuyên bảo gã, ngươi tự mình tính toán xem, tổng cộng có bao nhiêu người biết phối phương này. Ngươi biết, cha ngươi biết, Lý Diên bưu biết, còn có hai thợ thủ công tạo hương, con trai ta cũng biết, tổng cộng có bảy người. Vậy thì đúng rồi, bảy người đều biết phối phương, Ngươi phòng được sao? Nếu ta đoán không sai, chiều hôm qua Lưu đại định đi tìm con của ngươi, ngươi không cho hắn phối phương, hắn liền bắt cóc con ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Cũng may mắn ngươi có bạn gốc bí phương, con ngươi mới trốn thoát một kiếp, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới sao? Câu nói của Lý Diên Khánh đâm trúng tim Lý Đông Đông, gã vừa nghĩ mà sợ, lại vừa phẫn nộ, không cam lòng. Gã liền ôm đầu ngồi xuống, rên rỉ thống khổ nói, "Khánh ca nhi, ta nên làm gì bây giờ? Lý Viên Khánh trầm tư chốc lát nói, hiện giờ trời vừa sáng, tính toán về mặt thời gian, rất có thể bản bí phương còn nằm trong tay con ngươi, ngươi nhanh đi tìm con trai, sau đó mang bản bí phương tới chỗ ta. Lý Đông Đông nhảy dựng lên, rời đi như gió cuốn. Lý Viên Khánh đi qua đi lại trong phòng, lúc trước hắn nghĩ tới làm nhan mũi, là bởi vì hắn còn chưa hiểu rõ tình hình thực tế ở Biện Kinh nhưng hôm qua sau khi hắn tận mắt nhìn thấy tiệm xong phấn, hắn mới ý thức được làm nhang mũi thật ra không kiếm được tiền. Nguyên nhân rất đơn giản, nhang mũi muốn kiếm tiền hoàn toàn dựa vào số lượng, coi như lý đông đông tạo ra nhang mũi, gã có thể chiếm lĩnh được bao nhiêu thị trường. Người phỏng chế có khắp các nơi trong thiên hạ. Đến lúc đó các châu đều có nhang mũi của mình. Lý Đông Đông nhiều nhất cũng chỉ chiếm lĩnh được một thị trường nhỏ tại Biển Kinh. Nhang mũi thứ này, nhà có tiền dùng huân hương người nghèo dùng dây ngại cứu rẻ tiền hơn cũng chỉ có bình dân phổ thông sử dụng lại chỉ có thể dùng mạo mùa hè nói khó nghe một chút chỉ sợ đến lúc đó ngay cả vốn lý đông đông cũng không thu trở lại được muốn kiếm tiền vẫn phải dựa vào nhãn hiệu cao cấp hoặc là thứ có hàm lượng kỹ thuật cao ví dụ như son phấn nước hoa vừa có danh tiếng tài nguyên sẽ đến cuồn cuộn lý diên khánh đã quyết định từ bỏ nhang mũi đổi qua buôn bán đồ trang điểm đây mới là thị trường rộng lớn một lát lý đông đông thở hồng học chạy trở về tay cầm quyển sách nhỏ gã tươi cười rạng rỡ nói vẫn là khánh ca nhi lợi hại bản gốc bí phương thực sự ở trong tay con trai ta hôm qua lưu đại dỗ hắn dùng bánh ngọt hương thơm nồng đậm đổi với hắn Rành con kia không chịu được dụ hoặc liền đáp ứng lý diên khánh mở sách nhỏ ra hắn liền nâng bút đánh giá đổi hoa cúc dại mấu chốt trong phối phương dịch phòng mũi thành dịch lá ngại cứu hắn đưa bí phương cho Lý Đông Đông, ngươi cầm lấy nói chuyện với nhạc phụ của ngươi. Ngươi nói cho hắn biết, ngươi không chỉ đáp ứng cho hắn bí phương, còn có thể tay nắm tay dạy họ làm ra nhang mũi công, ta tin tưởng hắn rất vui vẻ, đương nhiên không phải cho không, ngươi có thể đưa ra điều kiện ngươi muốn nhất. Chương 162, chuẩn bị tiệm mới. Một, thực sự cho họ sao? Lý Đông Đông không cam lòng. Có cho hay không tự ngươi quyết định, ta không can thiệp. Ta chỉ nói cho ngươi một câu, nếu tình cảm của ngươi và họ thâm sâu, vậy thì đừng cho, nhưng nếu ngươi hận họ tận xương, hận không thể khiến họ tán gia bại sản, thì cho họ bí phương. Lý Đồng Đông Đông ngẩn người, Khánh Ca Nhi, sao lại nói như vậy? Lý Viên Khánh thản nhiên nói, nhàn mũi và dịch phòng mũi nguy hiểm quá lớn, sợ dĩ ta để ngươi làm là bởi vì ta có biện pháp dùng nó kiếm tiền, nhưng họ tuyệt đối không được. Lý Diên Khánh chỉ vào cái đầu của mình, họ thiếu thứ này. Lý Đông Đông rốt cuộc hiểu được. Liền cắn răng nói, vậy thì đổi họ cho con trai ta, để hắn họ Lý, không còn họ Lưu. Lý Đông Đông quay người muốn rời đi. Lý Diên Khánh gọi gã lại, chờ một chút. Lý Diên Khánh nhặt tờ bản vẽ trên mặt bàn lên, đưa cho Lý Đông Đông nhờ đông ca tìm thợ rèn dùng gan chế tạo bộ dụng cụ này bộ dụng cụ này cực kỳ quan trọng tiền của chúng ta sẽ dựa vào nó đông ca tuyệt đối không được để bất cứ kẻ nào biết lý đông đông nhìn hồi lâu không rõ đây là cái gì ngươi tìm thợ rèn chế tạo ra trước sau này ta sẽ nói cho ngươi biết lý diên khánh đến kinh thành sớm một chút còn một tháng thái học mới chính thức báo danh mấy người bạn bị cách ly tập huấn bạn mới quen ngưu cao lại không thể tùy tiện rời khỏi võ học hắn quả thực buồn bực ngán ngẩm. Nhưng trưởng quỷ vẫn mang việc tới cho hắn làm, ngay khi Lý Đông Đông vừa rời đi, hàng trưởng quỷ liền mang theo một cò mồi tên Trang Trạch tới cửa. Cò mồi Trang Trạch là môi giới bất động sản, ở Biện Kinh nhiều vô số kể, chỉ là làm việc càng thêm quy phạm, quản lý càng thêm nghiêm ngặt, xử phạt càng thêm nghiêm khắc. Cò mồi tên Trang Trạch này gọi là Lý Câu Nhi, ba mươi mấy tuổi, cũng là người than âm, ba đời tổ tôn đều làm môi giới bất động sản ở Biện Kinh trải qua ba đời người không ngừng phấn đấu rốt cuộc đặt mua được ba gian phòng tại biện kinh vào đời lý câu chính thức trở thành chủ hộ có tài sản ở biện kinh gã vốn gọi là lý cẩu nhi cảm thấy không xứng thân phận người kinh thành liền đổi thành lý câu nhi trong mắt người ở quê có thể mua nhà ở kinh thành vậy sẽ trở nên nổi bật cho nên ở quê hương dù là cha con cái nhau tổ tôn cái nhau hay là vợ chồng cãi nhau đều sẽ nhắc tới lý câu nhi xem lý câu nhi người ta nhìn lại ngươi xem thế là tổ phụ nổi giận lôi đình, phụ thân nổi giận lôi đình, tôn tử nghiến răng nghiến lợi. Trượng phu ủ rũ, sau đó thì không có sau đó, cuộc sống vẫn phải sống, tấm gương nhà Lý Câu Nhi còn dựng đứng, trừ khi Lý Câu Nhi bán nhà ở Kinh Thành, tấm gương mới có thể sụp đổ, mới khiến nhiều người cười trên nỗi đau của người khác, giống như Lý Đại Khí năm đó. Có lẽ bởi vì mình là người Kinh Thành, Lý Câu Nhi sống lưng luôn thẳng tắp trước mặt đồng hương, cái cầm cũng quen hướng lên trên chẳng qua gã nghe trưởng quỷ nói Lý Diên Khánh là giải nguyên tương châu, bệnh tật này của gã đều hoàn toàn biến mất, trở nên đặc biệt nhiệt tình, eo cũng vô hình trung mềm nhũng hơn. Bắt đầu từ năm trước chứng nhận đẳng hộ và nhị đẳng hộ đều giảm xuống. Viện 5 phòng và viện 4 phòng vẫn rất căng thẳng, trong tay ta chỉ có viện 3 phòng ở, hoặc là phân tán năm gian phòng, không nằm trong cùng một viện, hoặc là ở trong viện lớn cùng với người khác. Lý Diên Khánh đương nhiên không muốn dùng chung với người khác, cũng không muốn phân tán, bởi vì ngoài phụ thân ra, còn có hỷ thước, thanh nhi và cúc tẩu đều sẽ tới, ít nhất cũng phải viện bốn phòng, hắn cũng hơi khó khăn. Lúc này, Lý Câu Nhi chợt nhớ tới, tiểu quan nhân, có suy nghĩ nhà ngoài thành không? Ngoài thành có hai nơi phòng nguyên nữa. Tiền thuê cũng rẻ. Lý Diên Khánh cũng không biết có nên suy nghĩ hay không. Phong ở chuyện này nghe còn mồi thổi đến mây xanh, còn không bằng đi xem thực tế, hắn liền nói, đi xem rồi hẳn nói hai phòng nguyên của lý câu nhi đều ở ngoài thành tây cách cửa thành không xa hộ cách thành một dặm hộ cách thành hai dặm tòa nhà thứ nhất là viện năm phòng chẳng qua cảnh vật chung quanh quá tệ vừa dơ vừa loạn chẳng khác gì ngõ hẻm nhị hòe phụ thân ở hiện giờ lý diên khánh lập tức bỏ qua tòa nhà thứ hai cũng không tệ viện bốn phòng hoàn cảnh chung quanh yên tĩnh giao thông thuận tiện lại dựa vào biện hà mặc dù có bốn gia đình ở nhưng chủ nhân đáp ứng, chỉ cần họ ký hợp đồng thuê mướn 3 năm. Trả tiền thuê, chủ nhân có thể đuổi bốn gia đình đi. Lý Câu Nhi nhìn Lý Diên Khánh hơi do dự, cho rằng hắn không đành lòng đuổi người, liền cười nói, tiểu quan nhân là vừa tới Kinh Thành rồi. Ở Kinh Thành đổi nhà rất bình thường, trừ khi đi thuê phòng công, có thể ở lại lâu dài, loại phòng tư này đương nhiên do chủ nhà định đoạt, đây là nhà của người ta, người ta muốn thu hồi là thu hồi, trong hợp đồng viết rất rõ ràng để cho ta suy nghĩ thêm đã. Lý Diên Khánh đương nhiên ít nhiều không đành lòng, nhưng phần lớn hắn cảm thấy là là chỗ nào đó, nhưng chưa nói ra rốt cuộc là chỗ nào. Trực giác nói cho hắn biết cần thận trọng. Tiểu quan nhân chậm rãi suy nghĩ, ta đi tìm chủ phòng nói chuyện giá tiền. Lý Công Nhi rời đi, Lý Diên Khánh đứng đằng xa, quan sát tỉ mỉ tòa nhà này. Hắn rốt cuộc phát hiện vấn đề ở nơi nào, tòa nhà lớn như thế, chiếm diện tích ít nhất hai mẫu có tiền viện hậu viện một tháng lại chỉ cần hai quan tiền trong thành ít nhất phải mười quan tiền giống như nhà kho lý đông đông thuê bên thiên ba kiều chỉ gian phòng lớn một tháng còn cần tới bốn quan tiền mặc dù ở ngoại thành nhưng cách thành rất gần cũng không đến nỗi chỉ hai quan tiền vì sao tiền thuê của tòa nhà lớn này lại rẻ như vậy trong này chắc chắn có vấn đề lúc này có lão giả đi tới chậm rãi nói tiểu quan nhân đã thuê được tòa nhà lớn Tại sao phải thuê tòa nhà này, sẽ phải hối hận đấy Xin hỏi lão trượng, tòa nhà này có gì không đúng sao? Tiểu quan nhân không biết địa thế của nó quá trũng hay sao? Lý Diên Khánh giật mình, lúc này hắn mới chú ý tới địa thế quả thực hơi trũng Lão giả lại nói, hiện giờ là đầu xuân, còn chưa nhìn ra Đến mùa hè mưa to, cả căn nhà đều ngâm trong nước Nằm trước biển Hà Dân nước, trực tiếp dìm cả căn nhà nếu không phải chỉ 300 văn tiền một căn phòng, ai mà thèm ở chỗ này. Nói xong, lão giả chống trượng chậm rãi trở về viện. Mặc dù Lý Diên Khánh không cách nào phán đoán lời lão giả nói có mấy phần khoa trương, nhưng hắn đã mất hứng thú đối với tòa nhà này. Có lòng trồng hoa hoa chẳng mọc, vô tâm cắm liễu liễu thành rừng, câu nói này dùng trong tiền nhà quả thực có vài phần chính xác. Buổi chiều, một vị khách ngoài ý muốn đến giải quyết thành công vấn đề này thay Lý Diên Khánh tại sao ngươi không nói sớm? Tên mập Trịnh Vinh Thái nghe Lý Diên Khánh nói không tìm thấy nhà, lập tức la hét, ngươi sớm nói cho ta, vấn đề gì cũng không có. Ở gần Tân Kiều, mảnh đất hai mẫu rưỡi, bảy gian phòng ngươi có muốn hay không? Chương 162, chuẩn bị tiệm mới. 2. Ngươi có nhà đề cử. Lý Diên Khánh vốn hơi phờ phạt nghe được câu này, lập tức mừng rỡ, lại còn ở gần Tần Kiều. Trịnh Mập đắc ý vạn phần, 10 năm trước cha ta mua cho ta một tòa nhà tốt ở Kinh Thành, chuẩn bị dùng để tương lai ta thành hôn, dù sao cũng bỏ không ở đó, để cha ngươi dọn vào ở là được. Ngươi dự định lúc nào thành hôn? Còn sớm lắm, ít nhất còn phải chờ năm sáu nay, chờ ta chơi chán rồi suy nghĩ. Lý Diên Khánh cảm thấy không ổn, lỡ như phụ thân trịnh mập không đáp ứng mình vừa vào ở liền bị đuổi ra ngoài chẳng phải mất hết mặt mũi lại còn thiếu nợ ân tình tiểu tử này chỉ sợ về sau rất khó trả trịnh mập nhìn ra lý diên khánh lo lắng hơi mất hứng nói ta là có ý tốt chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đang hại ngươi nói tới mức này lý diên khánh cũng không tiện cự tuyệt hắn liền cười nói nếu như ta ở một văn tiền ta cũng không trả cho ngươi nhưng là cha ta ở hắn là người cực kỳ nghiêm túc, không ký hợp đồng nhà ở hắn sẽ không ở, như vậy đi. Ta thuê nhà của ngươi theo giá thị trường, một tháng 10 quan tiền, tạm thời thuê 3 năm, thế nào? Mười quan nhiều lắm, một tháng năm quan đi. Như vậy sao được, sẽ không thể để ngươi chịu thiệt. Trịnh mập nhìn hai bên một chút, thấp giọng nói, lão lý, chuyện tới nước này ta cũng không gạt ngươi, nhà ta là dựa vào mua bán nhà kiếm tiền, nhà ta chỉ ít có hai mươi mấy căn nhà ở Biện Kinh, mỗi tháng chỉ riêng tiền cho thuê nhà cũng kiếm gần ngàn quan tiền. Đại bá làm buôn bán hương liệu tại Tuyền Châu, là thương nhân hương liệu số một số hai đại tống, tiền tài mỗi ngày cuồn cuồn. Dưới gối hắn không con trai, gia sản chắc chắn do ta tới kế thừa. Mặt ngoài trịnh gia là thân sĩ An Dương, chỉ nhiều hơn người khác vài mẫu ruộng tốt, nhưng trên thực tế trịnh gia chúng ta là cự phú thiên hạ. Nếu không thái tử sao lại phong A tỷ ta làm thứ phi, đó là nhìn trúng tài phú trịnh gia ngừng một chút trịnh mập lại dặn dò lý diên khánh đây là bí mật lớn nhất của trịnh gia chúng ta ngay cả quan phủ tương châu cũng không biết ta chỉ nói với một mình ngươi ngay cả cao nha nội cũng không biết ngươi tuyệt đối đừng để lộ ra ngoài cho ta lý diên khánh quả thực nhìn không ra trịnh mập lại có tài sản khổng lồ nhìn trịnh vinh thái mặt mũi nghiêm túc lý diên khánh hơi ngạc nhiên trịnh mập lại nói cho mình bí mật gia tộc này Lý Diên Khánh cười tủm tỉm vỗ vai gã, ngươi yên tâm đi. Miệng ta rất chặt. Ví dụ như những chuyện ngươi làm trong thi giải, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Trình Vinh Thái nhếch miệng cười to, ta đã biết ngươi chắc chắn nhìn thấy, thật ra cũng không có gì, bắt đầu từ tiểu học đường, không có cuộc thi nào ta không dối trá, dù sao ta cũng không muốn làm quan, thông dong tự tại, làm người hiền lành. Đi thôi. Tới ngã tư châu Tây, ta mời ngươi uống rượu. Trịnh Vinh Thái biểu môi, chỗ trách nát như ngã tư châu Tây có gì tốt, ca ca mời ngươi tới phàn lâu uống rượu, để ngươi mở mang tầm mắt. Nếu như nói ngã tư câu lan là nơi giải trí của dân chúng Biện Kinh phổ thông, như vậy phàn lâu là đại danh từ cao nhất tại Biện Kinh. Khách nhân ra vào phàn lâu không phú thì quý, nơi này có rượu và đồ ăn ngon nhất thiên hạ, có nữ nhân đẹp nhất thiên hạ, có hưởng thụ xa xỉ nhất thậm chí ngay cả thiên tử cũng sẽ mộ danh vùng trộm đến uống một chén. Phàn lâu ở trên ngự nhai nội thành, chung quanh có tường vây cao, nằm trên một nền tảng bạch ngọc cao một trượng, phía trên xây dựng tòa lầu cao năm tầng, hành lang đang xen, cao thấp chập trùng, mái hiên giao thoa, vô số rèm châu tô điểm trong đó, có vẻ cực kỳ tráng lệ. Nhất là đến ban đêm, hơn ngàn ngọn đèn minh châu của phàn lâu cùng châm lửa, ánh đèn sáng ngời, sáng chói toàn thành tạo thành một thịnh cảnh ban đêm đông kinh lý diên khánh ngồi trong xe ngựa rộng rãi của trịnh vinh thái tới trước cổng chính phàn lâu hai người phục vụ quần áo hoa lệ tiến tới mở cửa cho họ họ biết trịnh vinh thái không dám thất lễ vội vàng đỡ gã bước lên bậc thang lão lý đi theo ta phàn lâu này không dễ dàng tiến vào lý diên khánh mặc tương đối mộc mạc mặc một bộ áo dài mảnh màu trắng nhạt đầu đội khăn nho eo buộc thắt lưng mặc dù không phải áo tạo mũ sa như người tầng dưới thuộc về y quan kẻ sĩ điển hình nhưng bởi vì tính chất không phải tơ lụa cho nên rất dễ bị ngộ nhân là một thư sinh nghèo một người phục vụ mũ áo trên bậc thang vốn định tiến tới đưa ra nghi vấn nhưng nghe được câu này của trịnh vinh thái lại lui trở về đi vào trong viện lại đi tới bậc thang cao hơn một trường chỉ thấy trên tiên đài cũng phủ đá bạch ngọc bốn phía có lan can dưới tiên đài rừng cây tươi tốt năm ba khách uống rượu đứng trước lan can nói chuyện phiếm trước cửa chính sáu trúc êm tai, một đội vũ cơ xinh đẹp đang vung tay áo dài ca múa, hai ca kỹ nhẹ nhàng hát, hoan nghênh khách đến. Nơi này không có tiểu nhị đón khách như quán rượu, chỉ cần tiến vào cửa lớn, mặt khách nhân tùy tiện ra vào lầu cát. Rất nhiều khách lần đầu tới nơi này không biết làm sao, chẳng qua phần lớn khách mới tới đều do khách quen dẫn đầu, đây cũng là một quy định bất thành văn của phàn lâu. Mặc dù bên ngoài không nhìn thấy bao nhiêu khách, nhưng đi vào phàn lâu, một không khí náo nhiệt lập tức ập vào mặt, trong quán rượu cực kỳ náo nhiệt, khách nhân ngồi đầy, từng mỹ cơ mặt váy lụa xinh đẹp như chim yến đi qua bữa tiệc mời rượu. Trong quán rượu bày biện hoa lệ, khắp nơi là bình phong xinh đẹp và bình sứ lớn đắt đỏ, chỗ trống trải ở giữa lại là một vườn hoa, trồng đầy kỳ hoa dị thảo, còn có hồ nước núi giả. Chính giữa xây dựng một chiếc sàn gỗ, dùng hoa lụa bao lại, mấy vũ cơ trên đài đang ca múa, tiếng ca cực kỳ uyển chuyển dễ nghe trên đường nhỏ ở vườn hoa, Mỹ kỹ xinh đẹp top 5 top 3 cầm đèn cầm quạt, rong chơi trong bụi hoa, nhìn thật kỹ, chừng hơn trăm người, mỗi người xinh đẹp kiều diễm, dáng vẻ thước tha. Đây chính là Mỹ kỹ ca vũ, có hơn 300 người, đây chỉ là một phần, sẽ thay phiên ra, mặc cho quân lựa chọn. Trình mập mặt mũi mập mờ, khẽ nói với Lý Diên Khánh, chú ý tới màu váy và cây quạt của các nàng, quạt đào, quạt tròn, quạt ba tiêu, quạt bát giác, quạt hoa mai, sau đó mỗi cây quạt đều có màu váy khác nhau ngươi nhìn trúng người nào thì có thể mời mỹ kỹ ra ta thích nhất là người mặc váy lụa lụt cầm quạt ba tiêu kia nàng gọi khả nhi nàng từng ngủ với ta đơn giản hưởng thụ giống như thần tiên nơi này còn có thể lên giường sao lý diên khánh nhìn chung quanh cũng không trống thấy chỗ nào có giường trịnh mập lắc đầu liên tục nơi này tuyệt đối không được thiên tử quy định nơi này chỉ cho uống rượu tầm hoang thưởng thức ca múa không cho phép làm chuyện cẩu thả. Chẳng qua có thể mang ra ngoài, hơn nữa còn phải được người ta đồng ý, ta bỏ 300 lạng bạc trồng nạn mới bằng lòng theo ta một đêm. Ai? Béo chính là không có ưu thế. Lý Diên Khánh thành thục hơi sớm, hắn đã vượt qua năm tháng ngây thơ, tuổi tâm lý của hắn còn tan thương hơn người trưởng thành, chỉ là tính tự chủ của hắn rất mạnh, không thèm nhỏ giải sắc đẹp giống như trịnh mập. Chương 162, chuẩn bị tiệm mới. Ba, Cho dù trịnh mập thường nói khoác, 12 tuổi gã đã ngủ với nữ nhân, đến nay ngự nữ không dưới trăm người, Lý Diên Khánh cũng chỉ cười một tiếng. Chúng ta uống rượu ở nơi nào? Lý Diên Khánh phát hiện nơi này quá lớn, khiến người ta không biết làm thế nào. Trịnh Mập lập tức cười nói, nơi này có bốn tòa lầu Xuân Bạch Đạo, Hạ Phù Dung, Thu Hồng Diệp, Đông Tịch Mai tùy ý ra vào, ngươi muốn ngồi chỗ nào cũng được vậy tòa lầu vàng kia thì thế nào? Lý Diên Khánh phát hiện một tòa ngọc lâu vàng nhạc cực kỳ trang nhã, hắn liền thích thú, chúng ta qua bên kia ngồi đi. Trình mập giật mình. Đầu lắc như trống lúc lắc, nơi đó không được, đó là phong nguyệt lâu, chúng ta không vào được. Vì sao? Điều kiện đi vào quá hà khắc. Trình Vinh Thái bỗng nhiên ngừng nói, đánh giá Lý Diên Khánh từ trên xuống dưới, dường như lần đầu tiên nhận biết Lý Diên Khánh trong mắt đậu xanh lóe lên vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Ta lại quên mất, hôm nay ta tới phàn lâu cùng giải nguyên nha. Nói không chừng ta được dính hào quang của ngươi, mau đi theo ta. Trình Vinh Thái không cần người khác nâng đỡ, tinh thần phấn chấn kéo Lý Diên Khánh đi tới phong nguyệt lâu. Tiến vào phong nguyệt lâu là một cửa nhỏ sơn son. Phía trên có khối biển vàng, viết bốn chữ mời quân cúi đầu, điển hình thể sáu kim, vừa nhìn là biết thủ bút của triệu cát có khối bản hiệu thiên tử này treo ở nơi này ai cũng không dám làm càng xông vào một tiểu đồng đứng ở cửa để búi tóc sông la dán dấp môi hồng răng trắng cực kỳ đáng yêu chẳng qua lúc gã trông thấy trịnh vinh thái trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ khó mà che giấu trịnh vinh thái hơi thẹn quá hóa giận làm sao ta không thể vào sao trịnh công tử muốn vào đương nhiên là có thể dựa theo quy củ đi tiểu đồng chỉ một thư phòng bên cạnh mời vào nói cho ta nghe trước một chút. Có quy củ gì? Lý Diên Khánh hỏi. Trình Vinh Thái tức giận nói, phải làm một bài thơ, hoặc điền một từ thiếu, thi quan bên trong nhìn trúng mới có thể đi vào. Con bà nó, đám hồ bằng cẩu hữu của ta cá cược chơi gái mỗi kẻ đều là người trong nghề, nhưng làm thơ điền từ ai cũng không biết, cho tới giờ vẫn chưa có người đi qua. Không đúng. Cao nha nội từng đi vào, đi theo một đại học sĩ vào, sau khi trở về cả ngày nói khoác hắn trông thấy lý sư sư lúc này một đám sĩ tử quần áo hoa lệ đi ra từ trong thư phòng cười nói hôm nay nhất định có thể tiến vào một sĩ tử trong đó vừa vặn quay đầu nhìn thấy lý diên khánh lập tức biến sắc là ngươi lý diên khánh cũng cảm thấy ngoài ý muốn sĩ tử này lại là triệu ngọc thư sau khi hai người trở mặt tại tương châu thì không còn gặp nhau lý diên khánh vốn tưởng rằng sẽ gặp gã ở thái học không nghĩ tới lại sớm gặp nhau ở phàn lâu có thể nói là oan gia ngõ hẹp đám sĩ tử chung quanh đoán chừng đều là đồng môn của gã dương độ và vũ ban xương lại không có mặt họ không phát hiện triệu ngọc thư khác thường lại nhìn thấy trịnh vinh thái không ít người che miệng cười có người thấp giọng cười nói đầu năm nay có không còn ăn côn trùng đổi miệng muốn ăn thịt thiên nga lại còn hai con cóc hiển nhiên lý diên khánh trong mắt họ là một con cóc khác Trịnh Vinh Thái hừ một tiếng quay đầu đi, trong lòng gã quả thực cảm thấy uất ức, tại sao lại gặp đám khốn kia. Lý Diên Khánh lại cười tủm tỉm ông quyền nói với Triệu Ngọc Thư, đời người nơi nào không gặp lại, Triệu Huynh, chúng ta có duyên cùng quán rượu nha. Triệu Ngọc Thư vừa đưa tay sờ mũi, sắc mặt lập tức trở nên xám xanh, hung tợn nhìn chầm chầm Lý Diên Khánh. Sĩ tử chung quanh rốt cuộc nhìn ra chút mánh khóe, vội vàng hỏi, giảng chi huynh, đây là người nào? đây là một thần đồng của tương châu chúng ta có thể uống rượu có thể đánh lộn lại còn đường đường cử nhân thi giải tương châu cử nhân trong mắt đám sĩ tử đều lộ vẻ khinh thường trong mắt dân chúng có lẽ cử nhân cao không thể chạm nhưng đám sĩ tử thái học này sớm chẳng thèm ngó tới cử nhân ánh mắt họ đều tập trung vào tiến sĩ một cử nhân tương châu sao lọt vào mắt họ huống chỉ còn ở cùng một chỗ với thổ tài chủ trịnh mập tám chín phần mười cũng là một thiếu gia ăn chơi bất học vô thuật. Vì tiểu huynh đệ này cũng muốn tiến vào phong nguyệt lâu sao? Vẫn nên trở về đọc sách mấy năm đi. Đây là phong nguyệt lâu Đông Kinh. Cũng không phải nơi phong nguyệt Tương Châu. Trong miệng mấy sĩ tử mặc dù không có lời thô tục, nhưng nói chuyện tương đối cay nghiệt, giọng điệu mang theo ẩn ý người bình thường nghe không hiểu, Lý Diên Khánh cũng không tức giận, chỉ là mặt mũi không thay đổi lạnh lùng nhìn họ một cái. Lúc này, Đồng tử gác cổng thúc dục đám sĩ tử, rốt cuộc có muốn đi vào hay không? Đi vào. Đi vào. Đám sĩ tử cũng không để ý Lý Diên Khánh, đưa tác phẩm của mình đưa cho đồng tử. Đồng tử không vội cầm đi vào, mà nhìn Lý Diên Khánh, vị tiểu quan nhân này có thi từ hay không? Ta cũng không muốn đi hai chuyến. Tất cả mọi người nhìn lại Lý Diên Khánh, một cử nhân còn muốn tiến vào Phong Nguyệt lâu. Không biết trời cao đất rộng có người biểu môi, lầm bầm một câu. Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, đã tới, tóm lại phải thử một chút, chờ ta một lát. Hắn quay người đi vào thư phòng, một lát đi tới, cũng đưa một tấm giấy cho đồng tử. Đồng tử không người thi lễ, mời các vị phu tử chờ một lát. Đồng tử vội vào đi vào trong lâu, Trịnh Vinh Thái vội vàng kéo Lý Diên Khánh qua một bên, thấp giọng nói, thừa dịp họ không chú ý, chúng ta vẫn nên đi thôi. Tại sao phải đi? lý diên khánh nói câu này hơi lớn sĩ tử bên cạnh nghe được gã lập tức gật gù đắc ý nói với mọi người phong nguyệt lâu chính là chiêu bài nạm vàng khảm ngọc của phàn lâu sao phải người tầm thường có thể đi vào con cóc còn không biết thiên nga khó kiếm sao lại có một số người ngay cả con cóc cũng không bằng mọi người cùng cười to nhìn lại trịnh vinh thái và lý diên khánh trịnh vinh thái vừa tức vừa buồn bực thế nhưng lại bị người khác nói đúng tâm sự quả thực khiến gã khó xử Lý Diên Khánh lại chẳng nóng giận không đâu, hắn mặc kệ không hỏi đám sĩ tử cùng vọng này, cãi nhau tranh luận với họ sẽ chỉ kéo mình xuống, chỉ cần không vượt qua tranh giới cuối cùng của hắn, hắn sẽ không dễ dàng ra tay, quả thực buộc hắn ra tay, vậy thì không đơn giản gãy tay cục chân như vậy. Lúc này, đồng tử đi ra, ông Quyền nói, các vị phu tử. Đám sĩ tử cùng nhau tiến lên, lao nhau hỏi, thế nào, thơ thông qua không? Đồng tử ấy nấy, thi quan nói, các vị phu tử học thức uyên bác, thơ văn xuất chúng, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng, xin mọi người lấy việc học làm trọng, đừng tốn thời gian và tinh lực vào chỗ giải trí nho nhỏ, mời các vị phu tử về đi thôi. Lý Diên Khánh cũng không khỏi bội phục trình độ nói chuyện của thi quan phong nguyệt lâu, ngay cả cự tuyệt cũng hàm súc như thế. Đám sĩ tử nhìn nhau, họ đương nhiên nghe hiểu được thi quan nói bóng gió, thơ của các ngươi còn chưa thể tiến vào phong nguyệt lâu. chương 163, lại tới phàn lâu. Một, lúc này, đồng tử lại hỏi, xin hỏi, vị nào là Lý Diên Khánh? Lý Diên Khánh giơ tay nói, chính là ta. Đồng tử cười nói, thơ của tiểu quan nhân làm rất có ý mới, chính là phàn lâu cần thiết, thi quan nói, tiểu quan nhân có thể tiến vào phong nguyệt lâu uống rượu nghe nhạc. Đám người cùng há to miệng, không thể tưởng tượng nhìn qua Lý Diên Khánh, trong mắt tràn ngập chấn kinh lý diên khánh cười nhạt một tiếng bằng hữu của ta có thể cùng đi vào không dựa theo quy củ của phong nguyệt lâu quan nhân có thể mang theo một người bạn đi vào trịnh vinh thái nhất thời đắc ý vạn phần đi tới phía trước không chút khách khí phản kích phong nguyệt lâu chính là chiêu bài nạm vàng khảm ngọc của phàn lâu sao phải người tầm thường có thể đi vào con cóc còn biết thiên nga khó kiếm sao lại có một số người ngay cả con cóc cũng không bằng lão trịnh ta nghe không hiểu các vị đây là đang nói ai vậy đám sĩ tử xấu hổ căm giận không chịu nổi nhưng lại không dám phát tác ở phong nguyệt lâu đành oán giận trừng mắt nhìn lý diên khánh hậm hực trời đi lý diên khánh cười nói thật sự kỳ quái họ nói nhiều lời khó nghe như vậy ta cũng không đáp lại một tiếng tại sao mỗi người trừng mắt với ta như thăm cừu đại hận ta đắc tội họ chỗ nào rồi đồng tử mỉm cười có lẽ lời vừa rồi họ nói quá vẹn toàn rồi không xuống đài được điều này cũng không có cách nào thi từ của họ sư sư cô nương thực sự chướng mắt lý diên khánh khẽ giật mình thi quan lại là lý sư sư đồng tử hiểu được nghi hoặc của hắn cười giải thích thi quan có ba người sư sư cô nương chỉ là một trong số đó hôm nay vừa vặn nạn ở đây lý quan nhân còn có vấn đề gì không lý diên khánh không nghĩ tới lý sư sư nghe tiếng gần xa lại cũng ở đây hôm nay hắn có thể may mắn nhìn thấy vị mỹ nhân này hay không không chờ Lý Diên Khánh mở miệng. Trịnh Vinh Thái đã sớm ngứa ngáy khó nhịn trong lòng. Gã không nhịn được hỏi, không biết sư sư cô nương có thể nể mặt cùng uống rượu nghe nhạc với chúng ta hay không? Trong lòng đồng tử lập tức vô cùng chán ghét, trịnh mập này quả thực là con cốc chính trống, được sủng ái tiền vào phong nguyệt lâu còn không biết dừng, lại còn muốn để sư sư cô nương uống rượu với hắn, quả thực quá phận. Gã nhanh chóng Lý Diên Khánh nhân phẩm tốt, không biết tại sao hắn lại đi cùng một chỗ với kẻ xấu trịnh mập này lý diên khánh cũng hơi xấu hổ mặc dù hắn cũng có suy nghĩ này chỉ là trịnh mập nói ra hoàn toàn thay đổi mùi vị xem ra có trịnh mập này hôm nay mơ tưởng nhìn thấy lý sư sư không bằng hôm nào lại tới thử thời vận nghĩ tới đây lý diên khánh lại về thư phòng viết một bài thơ đưa cho đồng tử cười nói hôm nay ta còn có việc hôm nào lại đến phong nguyệt lâu thơ này tặng cho sư sư cô nương xin tiểu ca chuyển cho đồng tử thấy lý diên khánh không tiến vào phong nguyệt lâu trong lòng hơi tiếc nuối nhưng cũng có vài phần may mắn gã nhận lấy giấy viết thơ cười nói lời mời sẽ không biến mất tiểu quan nhân có thể tùy thời tới đây lý diên khánh ông quyền thi lễ mặc kệ trịnh vinh thái kháng nghị cưỡng ép kéo gã đi tên khốn nhà ngươi phong nguyệt lâu nha ta còn chưa một lần tiến vào cao nha nội đã đi vào hai lần cơ hội tốt như vậy ngươi lại không cho ta Trình Vinh Thái cực kỳ bất mãn lớn tiếng ồn ào, Lý Diên Khánh lại một câu chặn miệng gã, ngươi có muốn để Lý Sư Sư uống rượu nghe nhạc với ngươi hay không? Muốn. Vậy thì nghe theo sắp xếp của ta, lần sau chúng ta lại tới, ta làm thơ cho ngươi, ngươi trực tiếp đi tìm nàng. Trình Vinh Thái không còn làm ồn, gã nháy đôi mắt đậu xanh nhỏ, có phải ngươi dỗ ta hay không? Thực sự có chuyện tốt như vậy sao? Tầng hai phong nguyệt lâu, trong một đại đường bố trí hoa lệ. Một lão giả trâu bạc trắng đang đọc thi từ vào lâu ngày hôm nay, lão giả này tuổi chừng 60, thần hình gầy gò cao lớn, có cảm giác tiên phong đạo cốt. Lão gọi Chu Ban Ngạn, là từ nhân rất nổi tiếng ở Triều Tống, hiện tại đề cử đảm nhiệm chủ quan âm nhạc triều đình Đại Thịnh Phủ. Một thân phận khác của lão là cung phụng tịch của Phàn Lâu, điền từ soạn nhạc cho nhạc nữ và vũ cơ Phàn Lâu. Công việc của lão tại triều đình tương đối thanh nhàn, phần lớn thời gian đều hưởng thụ rượu ngon tại Phàn Lâu, đây cũng là đặc điểm của rất nhiều tự nhân bắt tống, tài hoa hơn người. Đồng thời thích rượu như mạng. Nguyệt Nương, mấy bài từ này viết không tệ lắm. Vì sao không cho họ tiến vào phong Nguyệt lâu? Chu Ban Ngạn không hiểu trong lòng, trình độ của đám học sinh thái học này cũng không tệ lắm, nhìn ra được những thi từ này đều được chuẩn bị cẩn thận từ trước, tuyệt đối không phải sáng tác lâm thời vội vàng, trước kia còn có thi từ kém hơn thế này cũng có thể tiến vào phong Nguyệt lâu, Tại sao tới hôm nay lại bị sư sư bác bỏ? Một nữ tử trẻ tuổi đang ngồi điều chỉnh dây đàn đối diện Chu Ban Ngạn, nàng tuổi chừng 17 mặc váy dài thuần trắng, mặt không thi phấn trang điểm. Khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân, đôi mắt xinh đẹp lóe sáng như bảo thạch, lông mi thật dài, da thịt trong suốt như tuyết. Nhưng nàng đẹp không ở dung mạo, mà ở chỗ có một loại khí chất cướp đoạt hồn phách, mỗi hành động của nàng, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười đều rất gợi cảm, khiến người ta xúc động nàng tự như một tác phẩm nghệ thuật vô song, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhận. Cô gái trẻ tuổi này chính là Lý Sư Sư đệ nhất danh kỹ Đại Tống. Kỹ nữ và kỹ của Triều Tống là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt, kỹ nữ chỉ bán mình mà sống, phần lớn các nàng sống ở thanh lâu kỹ viện. Địa vị thấp Mà kỹ là chỉ bán nghệ mà sống, thường thường đều có tu dưỡng nghệ thuật cực cao, địa ở Triều Tống cũng giống như bình dân, không chịu kỳ thị. Cuộc sống của các nàng chủ yếu tại nhà quán, múa quán và giáo phường, người nhà bình thường đón dâu chúc thọ đều mời vũ kỹ, ca kỹ về nhà ca múa trợ hứng, thậm chí phù dâu của tân nương cũng thường do nữ kỹ đảm nhiệm. Chẳng qua kỹ cũng chia đẳng cấp, kỹ đẳng cấp hơi thấp làm việc tại quán rượu quán trà, sau khi mãi nghệ, thường thường cũng không ngại bán mình. Mà kỹ đẳng cấp cao hơn thì phục vụ tại giáo phường cung đình và các quán rượu nổi tiếng. Khi rảnh rỗi cũng sẽ hiến thân cho khách, điều này phải xem hứng thú của bản thân các nàng, giống như Trịnh Vinh Thái dùng 300 lạng bạc trồng mới đã đồng một ca kỹ phàn lâu ngủ cùng gã. Mà tới danh kỹ đỉnh cấp, giống như Tô Tiểu Khanh, Diêm Tích Giảo, Tạ Tố Thu, Lý Sư Sư, Lương Hồng Ngọc, các nàng nổi danh dựa vào tài nghệ, lại thủ thân như Ngọc, tuyệt đối sẽ không tùy tiện dân ra trinh tiết của mình, rất nhiều khách nhân vung tiền như rác vì các nàng, cũng chỉ có thể nhận được một tiếng cười của mỹ nhân. Lý Sư Sư cực kỳ am hiểu âm nhạc và vũ đạo, ba năm trước, chỉ 14 tuổi nàng lợi dụng một bài ca chấn động biện kinh. Lúc nàng biểu diễn ở Rạp, Rạp vốn chỉ có thể chưa năm ngàn người xem lại có hơn hai vạn người chen vào, từ đó thanh danh của nàng vang dội. Chương 163, lại tới phàn lâu. Hai, Lý Sư Sư cũng không phải tên thật của nàng mà chỉ là nghệ danh, tượng bà tích, tiểu tiểu, sư sư, hồng ngọc đều là một số nghệ danh thường dùng. Từ thời thần tông đến nay Biện Kinh đã có hai danh kỹ lý sư sư, chỉ vì nàng xuất thân nhạc phường lý ký, mới có nghệ danh lý sư sư, về phần tên thật của nàng thì không ai biết, ngay cả nhũ danh của nàng Nguyệt Nô cũng chỉ có rất ít người biết được. Chu Ban Ngạn chính là một trong số đó, lão và lý sư sư là tri kỷ vong niên, tình như cha con với lý sư sư, cũng chỉ có lão mới thực sự thấu hiểu tâm cảnh của lý sư sư hiểu rõ nàng cơ khổ không nơi nương tựa lý sư sư cười nhạt một tiếng bên cạnh còn một bài thơ vì sao túy ông không xem lúc này chu ban ngạn mới nhặt một bài thơ bên cạnh lên phía trên là một bài thơ thất luật phàn lâu lương viên ca vũ túc phong lưu mỹ tửu như đao giải đoạn sầu thiếu niên không phụ u yến chí dạ thâm đăng hỏa thượng phàn lâu chu ban ngạn cẩn thận đọc một lần không khỏi bật cười khanh khách cũng bởi vì một câu thiếu niên không phụ u yến chí sao chu huynh cảm thấy buồn cười sao lý sư sư ngẩng đầu đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chu ban ngạn chu ban ngạn thản nhiên nói ta chẳng qua cảm thấy ngươi quá chăm chú chỉ là một đám học sinh thái học đi ra uống rượu giải sầu không thể bởi vì họ tới uống một lần thì cho rằng họ không lo nước lo dân không muốn phát triển tại thương nói thương phàn lâu chỉ là một quán rượu kiếm tiền mới là nghề chính Phong Nguyệt lâu lập cánh cửa sắt, mục đích căn bản vẫn là vì kiếm nhiều tiền hơn, ta khuyên Nguyệt nương vẫn không nên đưa tâm tình của mình vào trong quán rượu. Lý Sư Sư trầm mặt, xưa nay nàng không trở mặt với Chu Ban Ngạn, nếu như suy nghĩ của hai người không đồng nhất, nàng liền trầm mặt không nói. Chu Ban Ngạn thầm thở dài, đưa thơ của Lý Diên Khánh cho nàng, đốt nó đi. Nếu bị người có lòng nhìn thấy bài thơ này, sẽ mang đến tai họa cho sĩ tử này lý sư sư hiểu được ý của chu ban ngạn nàng đặt giấy viết thơ vào trong lư hương yên lặng nhìn nó cháy thành tro bụi lúc này tiểu đồng xuất hiện tại cửa ra vào cô nương sĩ tử tên là lý diên khánh kia không có vào phong nguyệt lâu hắn đã rời đi để lại một bài thơ cho cô nương tiểu đồng ấn tượng rất tốt đối với lý diên khánh liền yểm hộ thay hắn không nhắc tới chuyện hắn đi cùng trịnh mập thiếu gia ăn chơi nổi tiếng lý sư sư kỳ quái trong lòng người khác ước gì tiến vào phong nguyệt lâu uống rượu, sĩ tử này có tư cách tiến vào uống rượu lại rời đi. Thực sự không bình thường. Nàng nhận thơ cẩn thận đọc một lần, lập tức ngay dại. Đời người nếu chẳng nên thân mật, hà cớ thu sang buồn với quạt. Bỗng dưng nhạt nhẽo cõi lòng ai, lại bảo tấm lòng ai dễ nhạt. Ly Sơn canh vắng lời vừa hết, rốt cuộc sầu chi mưa tối rét. Bởi đâu bội bạc áo vàng ai, chấp cánh liền cành xưa thắm thiết nàng cẩn thận đọc lại một lần, lại nghĩ tới thân thế của mình, bất giác nàng liền ngay người. Lý Diên Khánh quyết định từ bỏ nhang mũi, một mặt là cân nhắc chi phí sản xuất và lượng tiêu thụ, một nguyên nhân khác đó là trong lúc vô tình hắn phát hiện một thị trường rộng lớn hơn. Đó chính là đồ trang điểm. Lấy nước hoa làm ví dụ, nước hoa tốt nhất trên thị trường Đại Tống hiện giờ là nước tường vi, đây là nước hoa nhập khẩu từ đại thực, cực kỳ đắt đỏ, một bình lớn bằng ngón út cần năm quan tiền, khiến cho vô số nữ tử bình thường nhìn mà than thở. Sau đó Lý Diên Khánh cũng mua một bình nước tường vi. Hắn nhanh chóng phát hiện bí mật của nước hoa đại thực. Nước hoa đại thực dùng phương pháp chân cất tinh luyện, mà nước hoa đại tống dùng phương pháp thâm nhiễm chế thành, mùi hương và thời gian kéo dài kém hơn rất nhiều. Mãi tới năm tống sau này các thương nhân mới dần nắm giữ kỹ thuật chân cất nước hoa, chế tạo nước hoa không thua gì nước Tường Vi đại thực. Nước hoa Tường Vi có đặc điểm điển hình của nước hoa phương Tây, mùi nồng đậm, thiếu mùi thơm hàm súc mà người phương Đông thích. Chỉ là nước hoa Triều Tống thời gian tác dụng quá kém, mọi người mới không thể không lựa chọn nước Tường Vi đắt đỏ, khiến thương nhân đại thực kiếm được tiền đầy bát. Từ khi Lý Đại khí trở về, cửa hàng Song Phấn Nguyệt cung thanh toán xong tiền hành, chính thức giao nhận cửa hàng. Tiểu Nhị lúc đầu đã bị thôi việc, giữ lại một gian nhà kho và cửa hàng nửa mẫu, ông chủ vạn cũng mang theo bạn già về quê dưỡng lão. Dưới yêu cầu của Lý Diên Khánh, Lý Đông Đông mua được một số đồ trang điểm từ tiệm son phấn trương cổ lão và tiệm sơn phấn nhiễm hồng vương gia nổi danh nhất thành Bắc Kinh, chừng mấy chục loại, chỉ các loại son phấn loại hương đã có hơn 10 loại. Lý Diên Khánh đặt một chiếc bàn trong sân vườn tiệm sơn phấn mới, bày các loại son phấn nước hoa và hàng tồn của mình tràn trên bàn lý diên khánh cười nói với phụ thân lý đại khí và lý đông đông không so sánh thì không biết chỗ yếu kém của mình chúng ta xem một chút mình kém ở chỗ nào sau đó học tập sở trường của người khác lấy thêm tuyệt chiêu của mình tin tưởng có thể nhanh chóng bắt kịp lý đại khí nhặt một bình son phấn trương cổ lão so sánh với bình son phấn nguyệt cung gã không khỏi hít nhẹ một tiếng cái bình đã không giống nhìn xem loại bình xứ này của người ta sáng lóng lánh mặt men mịn nhẵn như băng như ngọc, vừa nhìn có thể thấy là bình tốt được nung trong hầm, chỉ chiếc bình sứ này đã có giá trị không nhỏ, mặc dù chúng ta cũng dùng bê in sứ, nhưng tính chất còn kém xa. Lý Đông Đông ở bên cạnh bổ sung, ta nghe nói trương cổ lão nổi tiếng đó là son phấn của họ đều tự mình phối chế, có hơn 20 loại, đã mở tiệm hơn 100 năm. Danh tiếng đời đời truyền lại, lắng động trăm năm, nghĩ tới chỉ sợ cũng không dễ dàng. Vậy cửa hàng vương gia thì sao? Lý Diên Khánh lại hỏi. Cửa hàng song phấn vương gia thời gian cũng không lâu, dường như cũng chỉ 2-3 năm, nghe nói có người nội cung, nội cung mua sắm song phấn của họ, thanh danh truyền ra ngoài. Thật ra song phấn của cửa hàng song phấn vương gia rất bình thường, không hề khác gì chỗ chúng ta, cũng chỉ 10 chủng loại, đoán chừng là mua được từ bên ngoài. Nhưng mi hương mặt của vương gia có tên gọi khác, gọi là họa mi thất hương hoàng, còn có một tiệm song phấn thuộc hương cũng vô cùng nổi tiếng. Nó nổi tiếng bởi dầu trơn, gọi là dầu Tây Thục, chuyện dụng cho nội dung, chẳng qua son phấn cũng bình thường. Lý Diên Khánh lại nhìn đồ trang điểm khác của trương cổ lão, bao gồm mực thơm, phấn lót, nước hoa, cao giáp, bánh hương các loại. Hiện giờ hắn có thể coi nó với danh xưng nhãn hiệu số một biện kinh. Thật ra ngoại trừ son phấn có chút đặc sắc ra, đồ trang điểm còn lại cũng chỉ tốt hơn họ một chút. Nhưng giá cả lại gấp mấy lần nguyệt cung mặc dù cửa hàng son phấn vương ký rẻ hơn một chút, nhưng giá cả cũng gấp 5 lần nguyệt cung. Cùng là một hai loại son, nguyệt cung chỉ cần 100 văn tiền. Nhưng trương cổ lão cần một quan tiền, cửa hàng son phấn vương ký cũng cần 500 văn. Chương 163, lại tới phàn lâu. 3. Lý Diên Khánh liền nói, mặc dù song phấn trương cổ lão là tự mình nghiên cứu chế tạo nhưng cũng chỉ là nhiều chủng loại hương liệu đầy đủ chất lượng không hề khác gì chúng ta song phấn vương ký lại hoàn toàn tương tự chúng ta vì sao họ có thể bán đắt như thế làm ăn lại tốt như vậy nguyên nhân quan trọng ở hai điểm một là danh tiếng một là có hàng tốt đặc sắc khác song phấn trương cổ lão mực thơm vương ký dầu trơn của tiệm thục hương đều là thứ có thể đem ra được chúng ta muốn đuổi kịp họ, một là phải làm tốt danh tiếng, một là phải có hàng tốt của riêng mình. Lý Đông Đông thở dài, đạo lý này ta cũng hiểu được, nhưng muốn làm được hai điểm này, sao mà khó khăn. Mặc dù Lý Đại Khí không lên tiếng, nhưng từ ánh mắt của gã, có thể nhìn ra gã cũng không có chút lòng tin nào. Lý Diên Khánh lật đáy bình song phấn trương cổ lão nhìn một chút, dưới đáy còn nhãn hiệu, là lò nung sứ mà ký, hắn liền hỏi Lý Đông Đông, lò nung sứ mã ký này ngươi có biết không biết là một lò sứ huyện phong khâu biện kinh có một cửa tiệm của họ lúc này lý đại khí ở bên nói nếu như muốn bình sứ không cần mua nhà họ lò sứ vương gia mở ở huyện an dương cũng rất tốt bình sứ nung ra không hề kém hơn cái này lại rẻ hơn nhiều lý diên khánh vui mừng là lò nung nhà vương quý sao chính là lò sứ nhà họ vốn là lò nung sứ men xanh tương châu bị họ mua lại, nếu muốn bình xứ, ta đi nói chuyện với họ. Lý Diên Khánh cũng biết, trải qua 5 năm tôi luyện, phụ thân đã xưa đâu bằng nay, không còn là con mọc sách trước kia, ngay cả gia chủ trước cũng tán dương gã trong nho nhã để lộ khôn khéo, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Vậy chuyện bình xứ liền giao cho cha. Lý Đại Khí yên lặng gật đầu, ngày mai ta sẽ về than âm. Lý Diên Khánh lại nói với Lý Đông Đông, danh tiếng để ta phụ trách, Mọi người đừng hỏi nữa, mặt khác bộ dụng cụ ta để ngươi làm lần trước đã xong chưa? Đã xong rồi, ta không dám mang về nhà, vẫn luôn đặt trong lò rèn, cách nơi này không xa, có muốn hiện giờ ta đi mang tới hay không? Vậy thì đi lấy tới đây, sau khi mang tới ta sẽ nói tiếp. Lý Đông Đông thuê một cỗ xe lừa chở hàng, vội vàng rời đi. Lúc này, Lý Diên Khánh mới nói với phụ thân, cha về thang âm, thuận tiện mang Dương Di trở về, ta đã đáp ứng nàng sắc mặt lý đại khí hơi đổi một chút nửa ngày mới thở dài nói được rồi cũng nên mang nàng đi xem một chút con nói đúng dù là vợ hay là thiếp đều nên cho nàng một danh phận ngừng một chút lý đại khí chần chờ hỏi khánh nhi con thực sự chuẩn bị buôn bán xong phấn sao lý diên khánh mỉm cười không phải con làm mà là cha làm con vẫn muốn tiếp tục cầu công danh con chỉ giúp đỡ một chút lúc đầu chờ sau khi đi tới chỗ hợp lý con sẽ mặc kệ. Lý Đại Khí vui mừng gật đầu, ta cũng có ý này, con hẳn là lấy việc học làm trọng, chuyện cửa hàng song phấn con không cần quan tâm quá nhiều. Đúng rồi, ta đã nói qua với Lý Đông Đông, ta cho rằng làm tốt cửa hàng song phấn này ít nhất cần 2.000 sâu tiền làm vốn, nhưng hắn thực sự không bỏ ra nổi nhiều tiền hơn. Vậy chúng ta sẽ làm khế ước gia hạn lần nữa, đổi chi phần thành 37, ta bỏ ra một 000 quan tiền, con cảm thấy thế nào? Lý Diên Khánh quả thực bội phục phụ thân không khéo, cổ phần chia 5 năm, về sau quả thực rất khó làm, hai bên sẽ xảy ra mâu thuẫn, kéo cổ phần thành chia 37, quyền quyết định của cửa hàng này sẽ thuộc về phụ thân rồi. Lý Diên Khánh suy nghĩ rồi nói, còn có một điểm đó là tiểu nhị, nhất định phải tuyệt đối đáng tin, Lý Diên Bưu và Thiết Trụ không tội, họ phụ trách làm nước hoa, Lý Đông Đông phụ trách mua sắm, sau này ta lại tìm một đệ tử Lý thì tới cửa hàng hỗ trợ dương di phụ trách thu tiền ta không muốn để thân thích của lý đông đông tham dự vào sẽ làm hỏng cửa hàng điểm này phụ thân tuyệt đối không thể mập mờ lý đại khí gật dầu đám vô lại lưu gia kia gã cũng hiểu rõ trong lòng lúc này lý đại khí chợt nhớ tới một chuyện chần chờ một chút nói với con trai huynh đệ của dương di ta cũng muốn để hắn tới giúp đỡ con cảm thấy có được không hắn làm gì nhà hắn đời đời cất rượu vốn có một chút gia nghiệp tiếc rằng phụ thân bệnh nặng cuốn thân, gia đạo thất bại, hiện giờ hắn bán rượu ven đường mà sống. Lý Diên Khánh suy nghĩ. Cất rượu và làm nước hoa ít nhiều có chút liên quan, nói không chừng còn có thể để phụ thân đầu tư làm ăn chân cất rượu. Lý Diên Khánh liền cười nói, vậy để hắn cùng làm việc với thiết trụ đi. Cụ thể tự phụ thân an bài, con sẽ không hỏi tới. Lúc này, Lý Đông Đông chở dụng cụ trở về, mọi người cùng đem vào trong phòng, đây vốn là gian phòng của ông chủ vạn niên và bạn già lý diên khánh chuẩn bị cải tạo nó thành phường chế tác lý diên bưu và cố thiết trụ cũng tới tăng thêm lý đại khí và lý đông đông hết thảy năm người mọi người quả thực hiếu kỳ đối với dụng cụ bằng sắt này thiết trụ sờ soạn nửa ngày hỏi khánh ca nhi cái này dùng làm gì đây thực ra là một đồ đựng chân cất chế tạo bằng gan ngoại hình giống như giá gan nương thịt phía trên có vung tròn bịt kín cực kỳ chặt chẽ có một ống nước ra tinh tế, nước hoa chân cất chảy ra từ nơi này. Lý Diên Khánh mỉm cười, nước hoa tường vi đại thực năm quan tiền một bình nhỏ là dùng thứ này làm ra, ta đoán chừng tiền vốn chẳng qua cũng chỉ trăm văn tiền, vật liệu chúng ta cũng đầy đủ, đêm nay ta sẽ tự mình thí nghiệm một chút, về sau làm thành, nước hoa chính là hàng tốt đặc sắc của chúng ta. Thiết trụ là Lý Diên Bưu không biết rõ. Nhưng Lý Đông Đông lòng sáng như gương, trong lòng gã lập tức kích động, nếu như họ cũng có thể làm ra nước hoa đại thực Vậy quả thực phát tài rồi Lý Diên Khánh thay đổi công nghệ chế tạo nước hoa truyền thống của người Tống Hắn tăng thêm bước chân cấn vào trong phương pháp tẩm nhuận truyền thống Trước tẩm nhuận sau đó lại chân cất Vào ban đêm hắn liền thành công Chân cất ra nước hoa mùi thơm bền bỉ Hương thơm càng thêm thuần Toàn bộ tiệm song phấn đều bị mùi thơm bao phủ Lý Diên Khánh đặt tên cho loại nước hoa này là nước hoa lan đại Tên tiệm cũng đổi thành bảo nghiên trai Lý Diên Khánh thay đổi hình tượng cấp thấp của tiệm son lúc trước, bắt đầu đi con đường cao cấp. Hắn mời người đến sửa lại mái hiên, không tiếc tốn 200 quan tiền làm hiên nhiều tầng. Đây là một loại mái hiên dùng gỗ điêu khắc thành, đặt trên mái hiên bình thường, lập tức trở nên phú quý hơn, cấp bậc cực cao, phía trên lại gài hoa lụa, càng tăng thêm sắc thái yêu kiều lộng lẫy, cực kỳ bắt mắt. Mặt khác, con đường nhập hàng cũng đổi từ cấp thấp sang cấp cao hơn, chung quanh biện kinh có không ít công xưởng sản xuất son phấn và đồ trang điểm họ cũng không mở tiệm chỉ sắp xếp thành phẩm dùng bình lớn cung cấp cho các cửa tiệm son phấn trong thiên hạ sau đó tiệm son phấn tiến hành kiểm tra cẩn thận lô hàng và nhãn hiệu chế tạo cuối cùng phần lớn lợi nhuận đều lưu lại trong tiệm son phấn